trọng tài bắt trận chung kết lượt về Thái Lan với Việt Nam AFF Cup 2022. Tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ tái đấu vào lúc 19h30 ngày 16 tháng 1 trên sân vận động Thammasat. Ngoài các vấn đề về lực lượng, chiến thuật, công tác trọng tài cũng được chú ý ở AFF Cup 2022 vì giải đấu này không có VAR. Vậy trọng tài trận chung kết lượt về Thái Lan với Việt Nam là ai? Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đã quyết định phân công trọng tài Jampay Lida bắt chính ở trận chung kết lượt về tại Thái Lan. Ông Lida năm nay 41 tuổi, được đánh giá là trọng tài xuất sắc bậc nhất Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung ở thời điểm hiện tại. Ông đoạt giải trọng tài xuất sắc của năm ở lễ trao giải J-League 2021. Ông Lida trở thành trọng tài FIFA vào năm 2011 và cầm còi ở vòng loại World Cup khu vực châu Á, AFC Champions League, AFC Cup. Theo thống kê của trang World Referee, trọng tài này đã rút 128 thẻ vàng, 7 thẻ đỏ, thổi 11 quả penalty trong sự nghiệp Ông Jampai Lida từng cầm còi trận bán kết King's Cup 2019 giữa Thái Lan và Việt Nam, nơi Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu nhờ bàn thắng của tiền đạo Anh Đức. Vị vua áo đen này được coi như khắc tinh của bóng đá Thái Lan. Đội tuyển này chưa từng giành chiến thắng trong các trận đấu mà ông Jampai Lida điều hành. Đầu tiên là chung kết lượt đi AFF Cup 2016, nơi Indonesia đánh bại Thái Lan 2-1. Sau đó, vị trọng tài người Nhật cầm còi hai trận đấu của Thái Lan ở King's Cup 2019 và voi chiến đều thất bại trước Việt Nam và Ấn Độ ngược lại ông Ram Palida được coi là niềm lành với bóng đá Việt Nam. Ngoài trận thắng Thái Lan ở King's Cup, ông điều hành trận Việt Nam hạ UAE 1-0 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Việt Nam Thái Lan đã cầm chân nhau hai đều ở trận chung kết lượt đi với việc AFF Cup áp dụng luật bàn thắng trên sân khách. Thầy trò huấn luyện viên Park cần đánh bại Thái Lan hoặc hòa với tỷ số ba đều để lên ngôi vô địch.